bỏ nước ra. Ừ, đúng rồi. Đâu có làm sạch như vậy. Tự thả. Tự thả thả chuyên nghiệp. Chuyên cái gì? Hết nước luôn rồi. Đây là mộng dừa. Mình ăn cái này là mình sẽ xỉn nha mấy anh chị. Phải ăn phải tiền nè. Cảm ơn bán hay sao? Hộp này to quá. Ngon lắm, bớt rất là ngon và rất là lạ. Rất là ngon. Ngon quá. Như kem tiết vậy mấy anh chị. Ăn cho con miếng thôi. Bây giờ mình sẽ đi lấy một cái món rất là ngon trong cái trái này à, không phải ai cũng biết hết. Đây có món rất là giá trị, rất là đặc sắc và đặc biệt. Rồi chặt sao? Chặt sao chặt? Khô sao chặt? Tóc á. Phải chặt đầu chứ. Chặt đầu nha. Đây, đây, đây là cái trái vừa khô. Nó mới vậy thầy. Nó có cu, nó có chim mình nè. Cái chim mình nó mọc lên thành một cái cây dừa. Đó. Ổ kiến. Mở ra. Trong đây có một thứ rất là giá trị. Ở dưới Sài Gòn cái này mua không được. Tại vì không ai bán hết. Thôi mà cái đồ này có chạy lật á. Có chạy lật á. Đồ này chạy lật dữ lắm á. Đây, đây, đúng rồi, đúng rồi. Mà rồi, mà rồi, mà rồi. Đây. Chặt mấy dao luôn cái gì? Chết luôn. Dạ. Ủa luôn hả? Tập phải dục. Tập phải dục buổi sáng. Thằng kia lấy găng lọc dừa chưa? Đó, dùng khí công, dùng khí công lọc luôn. Không cần dao nữa. Dạ, không được, phải dùng dao à. Kệ, ăn cho nó nhớ. Vậy phải không? Vậy hả? Đó, mày ơi. Trời ơi. Có vậy thôi, như cái gì? Đó. Được chưa? Thấy chưa? Đó, mày răng chưa? Răng súng hết rồi. Cho nó dưới rồi. Con đã biết rồi. Chúng rồi. Bị lừa, cú lừa. Rồi. Anh này lần đầu tiên lọc dừa khô. Nên đây cho anh bài học đi để anh cho anh biết nha. Cha Sài Gòn. Đó, vô. Lọc dừa kiểu này dân xứ dừa Bến Tre là cự chết.
Đây, răng lột ở đây mình sẽ dùng răng lột. Mốt lớn cho sắn coi. Ba lọc dừa. Răng lọt nè. Đây mình sẽ tiếp tục răng lọt. Giờ kéo tay hết nổi rồi. Dứt. Kêu quá. Mà đó. Mà đó mấy chị ơi. Dạ, ăn tết lớn phải không? Thằng là mùng 4 rồi, nhà ai cũng buồn đâu, hôm nay mùng 4 cho mình vui à. Đây, anh họ với vợ chồng Cúc chứ vợ chồng Quân có dòng họ gì đâu. Mấy lần lên đây đâu. Nhỏ có lên. Nhà này chưa lên á. Thì cũng làm chân xương miếng gì mới đi bệnh chứ. Nghe nhỏ đi đi chung luôn. Bệnh nằm nguyên đêm thử nhập viện. Chúng anh em mình đi xuống qua bệnh luôn. Bây giờ anh cho nó lọc xong trái dừa này ra. Thử thách lọc dừa. Ở con đi qua bển mà. Ông để chiều đi, chiều quay lại. Có được không? Chiều xỉn sắp mặt không đâu. Trời ơi, qua nhà anh Thủy, nhà manh mình phải ai đâu, ổng có ai nào nhậu. Ổng mới làm trò để quay phim. Qua bển chơi xong chiều quay lại. Cái dừa đó thấy cái mặt không hả? Mùng 6 lận. Đây. Không giờ gì đi. Giờ nếu mà chiều đi. Bây giờ làm không được miếng nào phải không? Ừ. Bây giờ chiều quay lại đi, mà là chiều đêm nay ngủ đây đi. Đêm nay ngủ đi. Đồ đạc nào không? Đồ bé nè. Ừ. Thì cũng chứ không cầm theo ha. Ừ. Sao mùng 6 về rồi sao? Thì đồ đâu? Thì chơi đi đi, chơi đây đi, tối về chảnh ngủ rồi đó. Tỉnh nào? Nhà Bắc Tiến á. Ở ngủ đây cũng được. Ngủ đây chứ mới thì ngủ đâu cũng được. Đồ, quần áo. Đồ nhiều lắm. Để ngoài hả? Ờ. Đi trầu để chạy tao lấy có gì đâu. Thôi, thì có gì nhậu đây 12 giờ về bển ngủ cũng được. Ngủ đây cũng được rồi em. Thì ai biết đâu, sợ mấy nhỏ nè. Mấy nhỏ thì cầm đồ. Đây quý vị ơi, đây mấy anh chị. À. Một tiếng đồng hồ được cái dừa á. Giờ đã về lập cái điểm. Giờ, sau đây là mình sẽ bỏ cái dừa ra để lấy cái mọng dừa. Cái mọng dừa là cái chất mà để nuôi ra cái cây dừa này đó. Trong đây có một cái đây là cây dừa. Cây dừa bông sai. Bông sai đó. Đó mình đã dùng răng mình lột. Làm bông sai cũng được á. Đâu giờ bẻ cây dừa ăn coi. Nước nó muốn cái gì. Dạ dạ dạ. Đập ngang đi nè. Thì để con làm. Bịt cái mắt lại. Đập ngang ở giữa hả? Còn mắt nước không ha? Mộng đi đặt rồi. Cây này là mộng hơi bị ngon á. Chắc mộng chưa được đầy chỉ vừa. Này giờ mình lấy mộng phải không? Đúng rồi. Cái mộng vừa đổ bỏ nước cho. Ừ đúng rồi. Đâu có thành sạch như vậy. Không chuyên nghiệp. Tự lên thợ chuyên nghiệp. Chuyên cái gì? Hết nước luôn rồi. Rồi hết nước rồi. Rồi. Đây là mộng dừa. Không. Mình ăn cái này là mình sẽ xỉn nha mấy anh chị. Thôi ăn khoan. Bây giờ lần đầu tiên ăn mộng dừa. Cút cút. Chị phải ăn phải tiền nè. Kẹt, bán cho bé thì kìa. Cảm ơn bán hay sao? Mộng hơi to quá. Ngon lắm, bớt ngọt. Rất là ngon và rất là lạ. Rất là ngon. Ngon quá. Như kem tiết vậy mấy anh chị. Nè ga mấy. Rồi rau mập dữ anh. Trời ơi gà rồi con nó sắp có xuôi rồi nè. Cầm ra. Nè. Lệ nữa. Ăn đi con. Ăn đi. Trời. Cầm mấy. Có 12 rồi. Giờ nghỉ học đi làm luôn rồi. Rồi chuẩn bị lấy chồng luôn. Ờ. 19 tuổi rồi nữa. Sinh năm 2000 đây 2019 19 tuổi rồi. Dứt. Lẹ quá. Ngồi cái giờ này già lắm luôn á. Ăn đi con. Cắn đi. Ừ, ăn cắn ơi xịn đó, ăn nhiều xịn đó nè. À đủ mà xịn á. À ủa nhiều nước à, ủa nhiều nước à. Mà giờ sao đem xuống cái điện thùng xuống làm cái xương miếng đi, làm cái xương thùng đi rồi đi bển. Thôi qua bển thì chiều cũng về ghé đây. Vậy giờ nếu mà vậy thì chiều về giờ đi ngủ không? Dạ dạ. Nhưng à. Nó có vị rất là ngọt ngọt, nó lạc lạc mà nó béo mà nó
kiểu lâu lâu về quê mới có dừa ăn nha. Đó, còn đây 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 là đây là trái dừa mà nó già quá, là cái cơm dừa nó dày cỡ này nè. Đây người ta để làm mứt dừa đó, mứt dừa. Ông này già rồi không làm mứt được. Có vậy hả? Dừa non dừa dừa mới làm mứt. Đó. Rồi ăn coi, nuốt luôn hết luôn. Nước kìa. Nước nó mới ngọt. Bự cánh bớt ngọt. Ăn này thiệt chứ mấy chị. Bớt ngọt rồi. Rồi giờ tới mình thử nha. Em qua nha. Bây giờ lên đây em đặt. Rồi lên đây nè. Thử dành đặt chưa, cứ vô lần nó nhỏ. Vô dành đâu, đấu rồi đó. Không có sợ rồi. Đây ta. Dạ. Vâng. Dạ. Nào con có đây đâu. Con vô cái bờ sông. Có. Cái bờ sông là nhà ai? Nhà nhỏ đi ba đó. Nhà của anh Thủy. Trong à, người mẫu ăn người mẫu. Rồi sao ba dục hả? Ba dục hả? Ôi ôi bốc ăn kìa. Ôi nhăn mặt kìa. Ơi nhăn mặt kìa. Đã quá.